Chào các anh chị, chào các anh chị quay trở lại kênh thông tin đầu tư bất động sản cùng với Tuấn Cao và Sĩ Hồng. Video này chúng ta sẽ chia sẻ về một giao dịch bất động sản liên quan đến thừa kế theo di chúc. Kính thưa các anh chị, để đồng hành với chúng ta trong video này thì Tuấn Cao xin hân hạnh giới thiệu luật sư Nguyễn Thanh Tụ. Luật sư Tụ thì có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn luật trong mảng doanh nghiệp và bất động sản. Xin chào anh. Xin chào anh Tuấn Cao và anh Sĩ Hồng. Rất là vui hôm nay được ngồi trao đổi với anh Tuấn Cao và anh Sĩ Hồng về một cái khía cạnh pháp lý mà liên quan đến cái việc giao dịch bất động sản, liên quan đến cái việc thừa kế theo di chúc. Tôi luật sư Nguyễn Thanh Tụ có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về doanh nghiệp, đầu tư và bất động sản. Thì hôm nay rất vui khi được trao đổi với anh về lĩnh vực này. Xin chào quý vị. Thưa anh Tụ, thì trong quá trình mà giao dịch bất động sản đó, thì tôi cũng thấy một số cái giao dịch nó có phát sinh cái yếu tố là cái tài sản của người đã qua đời và họ lập cái di chúc để lại cho người thân. Thì như vậy xin luật sư có thể nói ngắn gọn là cái di sản mà thừa kế theo di chúc thì được hiểu là cái đó là tài sản như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn anh. Cái tất cả những cái gì mà tài sản của người sở hữu mà đang sống thì gọi là tài sản. Tuy nhiên khi chẳng may người đó qua đời thì tất cả những tài sản đó được gọi là di sản. Và ở đây chúng ta đang trao đổi về một cái tài sản cụ thể, đó là bất động sản. Vậy thì bất động sản trong trường hợp này được gọi là di sản thừa kế theo di chúc mà chúng ta đang bàn về chủ đề hôm nay. Dạ vâng. Thì như Tuấn được biết thì khi tài sản của một người đã qua đời thì nó sẽ giống như là phân ra hai loại, đúng không luật sư? Có nghĩa là một loại là người ta có di chúc thì gọi là cái trường hợp nó xử lý theo cái thừa kế theo di chúc. Và trường hợp còn lại là không có di chúc hoặc là di chúc không hợp lệ thì sẽ xử lý theo trình tự của quy định pháp luật, đúng không luật sư ạ? Vâng, hoàn toàn chính xác anh. Có hai trường hợp để xử lý di sản thừa kế. Cái đầu tiên là chúng ta đang nói là xử lý di sản thừa kế theo di chúc. Còn nếu di chúc hợp lệ hoặc không có di chúc thì chúng ta sẽ xử lý theo quy định pháp luật là chia di sản thừa kế theo hàng thừa kế có 3 hàng. Và chúng ta sẽ trao đổi phần đó ở một cái dịp khác. Và hôm nay video clip này chúng ta sẽ tập trung nói về chia di sản thừa kế theo di chúc. Dạ vâng, dạ cảm ơn luật sư. Như luật sư nói thì để tiện theo dõi thì video này chúng ta chỉ tập trung là xử lý cái tài sản thừa kế theo di chúc. Vâng. Như vậy thì luật sư có thể là nói ngắn gọn là những cái điều kiện nào mà cái di chúc được xem là hợp lệ? Thứ nhất là cái điều rất quan trọng ạ. Vì có di chúc nhưng di chúc đó phải hợp lệ thì người được chỉ định làm di chúc mới có đủ cái điều kiện thừa hưởng cái di sản đó và tiến hành các bước theo thủ tục để mà cập nhật các thông tin về bất động sản. Vậy thì thông qua câu hỏi của anh Tuấn Cao thì ở đây luật sư sẽ lưu ý các cái điểm, các cái khía cạnh pháp lý mà để một di chúc được hợp lệ. Đầu tiên di chúc đó phải được thành lập theo đúng trình tự thủ tục, đúng hình thức. Nó có các hình thức di chúc bằng miệng với người làm chứng. Di chúc nhưng mà đa phần các giao dịch thông thường thì những người có di sản, có tài sản sẽ chọn là hình thức là lập di chúc bằng văn bản. Dạ vâng. Vậy thì di chúc văn bản thì nó có rất là nhiều loại. Ví dụ di chúc văn bản có người làm chứng. Dạ vâng. Hoặc là giúp và không người làm chứng. Hoặc dạ vâng. Di chúc được lập tại phòng công chứng. Dạ vâng. Hoặc là gia phòng luật sư và công ty luật. Dạ. Vậy thì để các di chúc đó mà hợp lệ thì đầu tiên cái người lập di chúc tại thời di chúc phải tỉnh táo, phải dạ có vâng. Cái giấy khám sức khỏe. Yeah. Thông thường thì những người lập di chúc mà không có được tư vấn á, thì sẽ thiếu cái bước này. Yeah. Tức là cứ nghĩ rằng mình đang rất là bình sinh, rất là khỏe mạnh. Yeah. Và lập di chúc là bình thường. Tuy nhiên khi người đó mất đi thì nếu như các hàng thừa kế mà không được hưởng trong di chúc thì người ta phát sinh những cái tranh chấp có thể ra. Yeah. Thì đầu tiên cái di chúc đó phải được lập trên cái tinh thần của người lập di chúc phải tỉnh táo. Yeah. Để tỉnh táo đó thì thông qua cơ quan y tế chính là các bệnh viện của tuyến quận trở lên. Dạ bác sĩ sẽ giám định tinh thần có. Dạ. Kết luận là tại thời điểm hiện tại thì cái người để lại di sản, người lập di chúc có đủ tỉnh táo và tinh thần. Và thì cái điểm đầu tiên cái di chúc đó phải có cái giấy khám sức khỏe. Dạ. Để giám định rằng cái ông, cái người để lại cái di chúc đang tỉnh táo. Dạ. Thứ hai, nếu di chúc mà chọn người làm chứng. Dạ. Thì phải tránh trường hợp là một số trường hợp vô tình thôi. Dạ vâng. Là cái người liên quan tới cái việc thừa kế di chúc thì không nên làm chứng. Dạ vâng. Nên tốt nhất là nên chọn cái việc là di chúc là nên lập ở một phòng công chứng hoặc là. Dạ. Luật sư và chọn đối tượng làm chứng là không liên quan. Dạ vâng.
nó có rất là nhiều điểm, nhưng mà ở đây tôi lưu ý rằng là hai cái điểm đó hay thường phát sinh tranh chấp, đặc biệt là cái việc giám định về tinh thần. Dạ vâng. Vậy thì khi mà các đối chủ thể khác mà mong muốn tranh chấp xảy ra thì thông thường là đó là di chúc là tại thời điểm đó cái người để di chúc không tỉnh táo, mà không tỉnh táo thì ý chí không được không định, và ý chí đó là ý chí cuối cùng, vì di chúc là ý nguyện với ý chí của người có tài sản để lại tại thời điểm người đó chết. Cho nên nếu ý chí mà không đúng, mà ý chí mà không tự nguyện thì chúc vô hiệu. Thì cái đó là điểm tôi cần lưu ý về việc như vậy đó. Thì như vậy thì thưa luật sư, thì Tuấn hiểu như thế này, có nghĩa là một cái di chúc hợp lệ thì nó có hai cái điểm chính yếu. Điểm đầu tiên á, là liên quan tới người lập di chúc có tỉnh táo thì họ phải tại thời điểm lập di chúc là phải là họ tỉnh táo về mặt tinh thần nha. Cái hành vi năng lực của họ là đúng, có nghĩa là phải được là công nhận. Đúng rồi. Và cái điểm thứ hai đó là liên quan về hình chứng. Cái điểm thứ hai là liên quan về người làm chứng, đúng luật sư. Và hình thức di chúc. Và hình thức di chúc. Có nghĩa là như luật sư nói là di chúc thì pháp luật công nhận có nhiều hình thức. Đúng bằng miệng cũng được. Bằng miệng có người làm chứng. Và làm văn bản thì có người làm chứng cũng được. Không thì người làm chứng thì có nghĩa là phải có quan hệ khác với người được hưởng di chúc. Đúng rồi. Và cái hình thức thứ ba đó là lập tại văn phòng công chứng hoặc là văn phòng luật sư. Và như vậy thì có nghĩa là một cái di chúc mà nó mà để đỡ tranh chấp nhất, có nghĩa là lập tại hạn chế cái rủi ro tranh chấp nhất. Có nghĩa là lập tại phòng công chứng. Công chứng và phòng luật sư đều đồng. Rồi cảm ơn luật sư. Vâng thưa luật sư, khi mà cái di chúc đó là hợp lệ rồi thì là quy trình mà các bước để thực hiện cái khai thừa kế di sản đó như thế nào ạ? Sau khi cái di chúc đó mà đã hợp lệ theo đạo luật và không có tranh chấp, thì cái người có tên trong di chúc, người trên di chúc sẽ mang toàn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm có là bản di chúc bản chính kèm theo hồ sơ của người để lại di chúc là giấy chứng tử, các hồ sơ liên quan, mang ra phòng công chứng gần nhất để mà làm thủ tục kê khai di sản thừa kế theo di chúc. Và sau khi có cái bước, tất nhiên là ở phòng công chứng người ta sẽ có 15 ngày để niêm yết xem có ai khiếu nại khiếu kiện tranh chấp xảy ra không. Sau 15 ngày đó thì phòng chứng sẽ phát hành cái văn bản gọi là văn bản kê khai thừa kế theo di chúc, và bước tiếp theo là người được có tên trong di chúc đó cầm cái hồ sơ bao gồm hồ sơ liên quan tới bất động sản là cái di sản mà người mất để lại kèm theo văn bản kê khai thừa kế mà phòng chứng người phát hành mong cái phòng tài nguyên nơi mà di sản và bất động sản đó bỏ lại nộp để cập nhật các biến động tùy theo quan ảnh theo cái nội dung di chúc là cập nhật, thì phòng tài nguyên sẽ thực hiện cái việc là xem xét hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì tiến hành theo quy định của luật là bắt đầu từ 45 đến 60 ngày để mà thay đổi thông tin giao dịch, cái là thông tin gì đó, và sau khi có cái kết quả từ phòng tài nguyên môi trường thì người được chỉ định di chúc hoàn toàn đủ thẩm quyền tiến hành giao dịch bất động sản theo các cái căn cứ theo các cái ý chí mà người đó muốn bán hay tặng cho hay chuyển nhượng. Tiếp theo. Dạ vâng. Thưa luật sư, thì như cái phần luật sư trả lời đó thì mình có hai câu hỏi nhỏ thôi. Thứ nhất là ví dụ như là cái di chúc đó bị thất lạc đó, thì mình có thể xin cái bản trích luật được không luật sư, mà xin ở đâu ạ? Cái câu hỏi của anh Tuấn Cao mà là hỏi là rất nhiều người hỏi, rất nhiều người hỏi, vì đa phần cái người dân á, người mà có tài sản lập di chúc đó thì thường lập xong cái cắt kỹ, bởi vì sợ người khác biết, cho nên là cắt kỹ và rồi chẳng may mất đột ngột thì không chuẩn bị được, thì cái người con cháu hay người được hưởng di chúc thì nghe biết có di chúc thì biết đâu. Vậy thì giống như câu trả lời của luật sư lúc hồi nãy là di chúc nên nha, chứ không phải nên được lập tại phòng công chứng hoặc căn phòng luật sư, vì hai cơ quan này người ta đều thành lập cái việc là khi phát hành cái văn bản di chúc người ta đều có quy trình lưu trữ. Thí dụ như là khi phát hành ở văn phòng luật sư hoặc phòng chứng hành là đầu tiên phát hành cho người được lập di chúc một bản, và ít nhất là một bản lưu tại văn phòng công chứng hoặc tại công ty luật phải có hồ sơ lưu hoặc di chúc. Thì nếu như người được lập di chúc nghe đâu đó là hồi đó ba mình hay ông mình tới văn phòng công chứng A hay là công ty luật A để làm di chúc thì có thể liên hệ cái đó. Nhưng mà tôi xin có thông tin trích hỏi thông tin là ba tôi hay ông tôi có nghe là đến văn phòng công chứng hoặc công ty luật anh lập cái văn bản di chúc thì anh có thể trích luật cho tôi, thì sau khi văn phòng công chứng hoặc công ty luật kiểm tra là những người mà hỏi mà có thông tin liên quan thì sẽ ban hành cái trích luật. Văn bản trích luật đó nó có giá trị như bản chính. Hoặc trong trường hợp cái người là cái chúc đó bị thắt mà mất luôn á, ví dụ như là
quá quản hay lục lọi mà đã bị tiêu hủy thì cái bản thứ hai nó phải có giá trị thế. Dạ. Cho tại thời điểm mở thừa kế. Dạ vâng. Thì câu hỏi thứ hai là tôi có hỏi luật sư đó là cái di chúc này nó chỉ có hiệu lực khi mà cái người lập di chúc mất, đúng không luật sư? Và người lập di chúc thì người ta khi người ta còn sống thì ta có thể hủy di chúc bất cứ lúc nào, phải không ạ? Và di chúc chỉ có hiệu lực khi người lập di chúc mất, là thời điểm mở thừa kế. Và cái di chúc này người lập di chúc có quyền hủy bỏ, thay đổi bất cứ thời điểm nào trước lúc bắt đầu. Thưa luật sư, thì ở bước 1 là luật sư có chia sẻ thì là mình mang hồ sơ ra các cái văn phòng công chứng, thì không biết là văn phòng công chứng nào cũng được hay là như thế nào ở luật sư ạ? Vâng, cảm ơn anh câu hỏi của anh. Lúc mình trả lời cái mình cũng đã lưu ý rằng là mang ra phòng công chứng gần nhất, nơi mà bất động sản tọa lạc gần nhất để mà kê khai. Phòng công chứng nào cũng có chức năng, tuy nhiên thì mình chọn phòng công chứng thứ nhất là gần, thứ hai là nếu mình có quen biết thì một cái thủ tục nó sẽ đơn giản hơn, người ta hỗ trợ mình về mặt tư vấn cũng như thủ tục tốt hơn. Còn về mặt quy định luật chức năng, mọi phòng chứng đều có cái chức năng. Cảm ơn luật sư. Thì như vậy là qua cái trao đổi sơ luật sư thì Tuấn cũng hình dung như thế này: khi mà một cái bất động sản mà giao dịch một cách bình thường thì thời gian nó nhanh, đúng luật sư? Còn khi mà mỗi bất động sản mà phải kê khai thừa kế theo di chúc thì trước khi giao dịch thì như luật sư nói, nó sẽ mất một khoảng thời gian 45 đến 60 ngày gì đó. Cho nên hai bên chủ thể mà muốn bán phải hiểu được cái quy trình này để mà chúng ta làm đúng theo quy định, nếu không thì chúng ta sẽ lắng cắn cái điểm này, đúng luật sư ạ? Thưa luật sư Tự, trong toàn bộ các cái quy trình này ấy, thì là người mua thì cần lưu ý hay là quan tâm cái điểm nào là quan trọng nhất ạ? Vâng, cảm ơn anh. Cái nếu ở cái cạnh người mua ha, thì mình cứ đặt mình ở cạnh người giao dịch bất động sản, người mua nó có câu là người mua làm thì bán làm, cho nên để mà hạn chế cái rủi ro trong cái giao dịch bất động sản mà có yếu tố là thừa kế thì chúc, thì đầu tiên vẫn là người mua nên cân nhắc kiểm tra, nếu không đủ cái kiến thức và kỹ năng để kiểm tra cái pháp lý bất động sản làm được là bị chúc thì có nhờ người bán thông qua luật sư hay các chuyên gia để thẩm định xem cái liệu cái di chúc đó nó có được thực thi không. Vì chúng ta khi chúng ta đặt cọc thì có thể chưa có giai đoạn là kê di sản. Nếu kê sản rồi thì rủi ro thấp. Tuy nhiên có những cái giao dịch là để mua được giá tốt hơn thì thông thường thì sẽ mua trong lúc mà các thủ tục về tiến hành kê khai di sản thừa kế theo di chúc nó chưa được thành hành, chưa được triển khai. Tuy nhiên rủi ro nó đi đâu với lợi nhuận vậy, thì cái lưu ý vẫn là quan trọng nhất vẫn là xem xét cái di chúc đó mình không. Ví dụ như cái di chúc đó là có đúng quy định không về mặt thủ tục, là nếu là cái bản thì có người làm chứng mình có hợp lệ không, hoặc cái người lập di chúc đó tại thì di chúc có tinh thần đúng không. Tại những cái điểm đó nhắc lại để cho người mua, chủ thể giao dịch, đặc biệt là người là giao dịch bất động sản, thì lưu ý trước khi ký các đã đọc hãy hướng mua bán. Như vậy là thưa chị, thì một cái giao dịch mà liên quan đến cái di sản mà có yếu tố thừa kế theo di chúc thì chúng ta hay thường nói là rủi ro nhiều thì lợi nhuận cao, đúng luật sư? Thì trong nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mà mình làm cái quy trình này. Tuy nhiên nếu am hiểu thì mình có thể mua được những tài sản giá tốt, bởi vì có những người ta cũng ngại giao dịch những tài sản dạng này. Tuy nhiên thực sự là để mà giao dịch cho nó thuận tiện mà chúng ta cũng không nắm được rõ quy trình thì chúng ta cũng nên tham vấn luật sư. Vâng. Vì họ sẽ kiểm tra những cái tính pháp lý để mình đỡ rủi ro trong cái quy trình này, đúng không sư ạ? Vâng, chính xác anh. Thông thường thì bên các công ty luật và văn phòng luật thì sẽ có những mối hệ rất là tốt với phòng công chứng về đối tác với nhau. Thì trong trường hợp này thì khi mà khách hàng có cái nhu cầu muốn kiểm tra lại cái tính pháp lý của di chúc thì thông thường các luật sư sẽ gửi luôn cái văn bản di chúc đó qua phòng công chứng để xem xét là di chúc này, nếu mà trong phòng công chứng đó là đối tác của công ty luật để mà thực hiện kê khai có vướng mắc ở nơi không, thì thông qua phòng chứng double check cộng thêm các ông chuyên gia pháp lý double check nữa, thì cái khả năng mà để di chúc đi vào cái việc thực hiện kê khai được cái di sản theo ý chí của người chết thì rất là cao. Và trong trường hợp này cái cơ hội để mình sở hữu bất động sản nó cao hơn, lợi nhuận nó tốt hơn. Tuy nhiên mình phải biết cách kiểm soát rủi ro và hạn chế rủi ro thông qua cái việc là kiểm tra đối chiếu và dùng cái tư vấn chuyên gia. Dạ vâng.
Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này, đặc biệt là cảm ơn luật sư Tựu đã dành thời gian nói rất ngắn gọn về cái quy trình mà chúng ta giao dịch một cái bất động sản liên quan tới thừa kế di chúc. Và Tuấn cũng sẽ đưa cái thông tin cũng như số điện thoại của luật sư Tựu trong phần mô tả như video này. Trong trường hợp anh chị cần những giao dịch mà liên quan tới cái thừa kế di chúc thì cũng có thể liên hệ luật sư Tựu tại văn phòng luật sư Nguyễn và Cộng sự tại 170 Bùi Thị Xuân. Cảm ơn Tựu rất nhiều. Ok, cảm ơn anh. Cũng thông tin xem là riêng mà các khách hàng của thông tin bất động sản Tuấn Cao và Sĩ Hồng thì Nguyễn Công Sự sẽ tư vấn miễn phí hoàn toàn để hỗ trợ cái kênh thông tin bất động sản để cho cho cái việc lan truyền cái việc kiến thức pháp luật và cái việc bất động sản hạn chế cái việc tranh chấp. Thì riêng khách hàng mà chỉ nói rằng là ở kênh thông tin bất động sản của Tuấn Cao và Sĩ Hồng thì hoàn toàn được tư vấn miễn phí. Và cũng nhân đây thì cũng thay mặt cho những khán giả của kênh Tuấn Cao và Sĩ Hồng cảm ơn luật sư Tựu cái nhà ý đó. Nếu chị có những câu hỏi liên quan về cái chủ đề này, anh chị có thể comment dưới video thì Tuấn sẽ giúp kết nối với luật sư Tựu để trả lời những cái câu hỏi quan tâm của anh chị. Xin cảm ơn và hẹn lại. Xin trân trọng kính chào. Xin chào quý vị khán giả.